Xin chào tất cả các chị ạ. Chào mừng các chị quay trở lại kênh Nghiện Kiểu Lá của em ạ. Thì hôm nay em làm thêm mấy cái trụ để em trồng cái cây leo đấy nha anh chị. Thì ở đây em có tận dụng những cái ống nhựa cũ ở trong vườn nhà em có sẵn này. Đây có ống dài, ống ngắn này, rồi nó có sẵn mấy cái tê như vậy này thì em để luôn. Mai mốt ví dụ như cái chậu cái đáy nó nhỏ thì em cắt bớt đi nhá. Còn đâu bây giờ em cứ để lại đã. Thì cái trụ thì em cuốn bằng cái vải gọi là cái vải bao bố này anh chị này. Cái vải này là họ hay sử dụng để co nhà này. Thì hôm nay vô tình thì vợ em nó làm mất một cái tấm này, thế là tự nhiên em lại có cái để em làm cái trụ nha anh chị. Đó, tiện quá. Thì em cũng dùng cái rút nhựa thôi. Với cái rút nhựa này để em giữ cái này, giữ cái tấm này và cái ống này. Đó, thì cũng như mọi lần làm thôi. Ví dụ như một cái ống nó dài như này này anh chị, khoảng 1 mét này, thì em sẽ chừa lại khoảng tầm 15 cho đến 20 phân ở bên dưới như vậy này, là để em để ở đáy chậu, để trong chậu ấy, thì em sẽ không cuốn vải nữa, em sẽ chừa lại. Còn lại từ cái phần đó lên đến đằng trên này thì em sẽ cuốn lại nha anh chị. Thì cái vải này này nó mỏng anh chị ạ, cho nên em sẽ chập nó làm đôi nhé. Có nghĩa là em sẽ cuốn hai vòng, không chập đôi thì em sẽ cuốn hai vòng. Có nghĩa là bây giờ em sẽ áng chừng một cái vòng này nó dài khoảng bao nhiêu đó. Ông 21 này. Em sẽ cuốn nó thành hai vòng như vậy. Đó, cuốn nó thành hai vòng như vậy để cho nó dày, tăng cái độ dày để nó giữ ẩm lên nha anh chị. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành em làm luôn. Trước tiên thì cái vải này thì mình đo chiều dài của những cái ống này, sau đó mình cắt thôi. Chiều dài và chiều ngang nhé, mình cắt. Vâng, như vậy là em đã cắt xong 4 cái tấm rồi. Đây, kích thước thì như này đây anh chị. 4 cái tấm như này. Đó, bây giờ em sẽ tiến hành em cuốn cái này. Cuốn cái này thì em cuốn hai cây dài trước đi. Đó. Hình thức cuốn thì cũng khá là dễ thôi anh chị ạ. Đây này, mình cứ để vào đây thôi. Đó. Để dọc về này. Để dọc về này. Xong rồi mình cuốn cái đầu trước nha anh chị. Đó, cuốn cái trên này trước này. Giữ cái này đi. Đó. Lấy cái điểm ở trên này làm cữ trước đi. Đó, giữ lại này. Cuốn. Ok. Mình sẽ cuốn cái này trước này anh chị này, một vòng trước này. Sau đó giữ lại. Ây da, mạnh tay quá. Cái vải này thì đảm bảo là anh chị, hai lớp này thì đảm bảo là khi mà mình tưới rồi là nó sẽ giữ ẩm được tốt này. Đây em coi đây. Rồi, tiến hành làm cho dễ này. Đây, những cái sau thì anh chị như này. Anh chị nhắm xem cái đường dọc này. Chạy dọc đi. Rồi, chạy dọc đi, ghim nó lại. Rồi, bắt đầu cái này mình cuốn này. Đó. Sau đó cái này mình cuốn. Anh chị cứ lấy cái cữ ở khoảng giữa này đi. Rồi tí nữa mình lấy rút ngược lại. Cái này thì cái cách này thì dễ làm thôi. Đây, cái vải thì nó dài đến cuối luôn nha anh chị, tận với khổ nó như vậy. Thì em sẽ làm hết luôn. Em không cắt ra nữa, cắt ra thì cũng bỏ vứt đi à. Thì em sẽ làm hết luôn. Làm hết luôn rồi thừa thiếu bao nhiêu mình tính sau đi. Chỉ kể cả cho nó dưới giá thể cũng không sao mà. Đó, cuốn cái giữa và cái điểm giữa và điểm cuối này nữa nhá. Nói chung cái cách này thì nó khá đơn giản anh chị ạ, mà tiết kiệm chi phí này. Đây, em cuốn xong được cái này rồi, bắt đầu em chia khoảng cái ra, cứ khoảng tầm 10 cho đến 12 phân em làm một đoạn. Đó, cứ cuốn 10 12 phân một đoạn như vậy. Cũng không cần phải đều đâu anh chị ạ. Nó cứ khoảng vừa thôi là được rồi. Đó, cứ làm vậy thôi.
cơ bản thì em đã làm đây anh chị này, cái cây như vậy. Bây giờ anh chị là muốn những cái chỗ này nó không có bị này thì anh chị quấn như vậy lại này, đó, xoay nó đi, xoay nó đi, hồi là nó sẽ, đó, cứ xoay đi, xoay tròn nó đi, xoay tròn nó đi là nó sẽ hết cái đó, nha, cứ xoay tròn đi, hồi là nó hết. Rồi, ok. Đó, như vậy là em làm xong một cái này rồi anh chị này. Cái này thì nó khá đơn giản thôi. Xong là giờ mình cắt những cái này đi. Nó rất là gọn thôi. Đó. Cái đầu dư này thì mình tìm cách mình cái đầu dư này. Đầu dư như vậy thì mình tìm cách mình ấn nó vào trong cái lỗ này cho nó gọn gàng. Kéo ấn vào. Ấn vào thì nó gọn gàng, nó đẹp hơn anh chị nhé. Đó. Đó, ấn vào thì nó như vậy này. Rất là gọn thôi. Cái này thì phù hợp với những cái cây mà anh chị những cây nó nhỏ nhỏ ấy, mà anh chị muốn làm cho nó nhanh ấy. Làm trụ leo mà làm nhanh ấy, thì mình chỉ cần làm những cái trụ đơn giản như vậy thôi. Cái vải này thì cũng dễ kiếm. Anh chị có thể là thì đi tìm một số cái chỗ người ta bán gạo ấy, hoặc là mình đặt ở trên Shopee ấy, cũng có nữa. Đó. Thì một cái cây nó như vậy này. Đó, em sẽ làm hết 4 cái cây này. Vâng, như vậy là em đã làm xong 4 cái trụ này rồi. Thì em sẽ dùng 4 cái trụ này để em trồng những cái cây leo của em. Thì những cái cây đó nó đang cũng đang bắt đầu nó ra những cái rễ rõ rồi. Thì bắt đầu là mình sẽ cắm cái trụ này xuống để mình trồng này. Thì đây là một trong những cái cách làm trụ tiếp theo của em. Trong cái những clip trước đây thì em đã có một vài cái cách hướng dẫn làm trụ đó. Thì đây là một trong những cái cách tiếp theo nha anh chị. Anh chị thấy cái cách này nó hay ấy, hoặc là nó ý nghĩa, hoặc là nó dễ làm, phù hợp với cả cái nhu cầu của anh chị ấy, thì anh chị có thể áp dụng theo cách này nhé. Đó, thì đây là cái cách khá đơn giản thôi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip của em ạ.